Ở vòng đấu trước thì An Biên đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1. Trong khi đó thì với Song Hùng Star Detailing, họ đã có một kết quả hòa 4 đều với 7 núi. Một trận đấu thực sự rất kịch tính. Đây xuất phát của Song Hùng Star Detailing. Còn đây là xuất phát của câu lạc bộ An Biên trong trận đấu này. Xuân Dù khá nguy hiểm, vẫn còn cơ hội dứt điểm, bóng chết cột dọc. Những phút vừa qua có thể thấy là Song Hùng Star Detailing là đội bóng chơi kiểm soát bóng tốt hơn và họ tạo được ra những cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành của An Biên. Ta cũng xem lại pha bóng này rất lập bập. Quang Phở vẫn là cầu thủ An Biên. Hồng Kông, Quang Phở không vào, pha kẹp góc quay của Thuận Bèo. Hồng Kông đá bồi nhưng bóng đi vọt xa. Đây là tình huống tấn công có nét đầu tiên của cầu thủ An Biên trong trận đấu này. Người dứt điểm là Quang Phở. Dương Khang dứt điểm, vẫn còn, tiếp tục dứt điểm. Liên tiếp là những pha bóng ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Có lẽ nếu xét về mặt lực lượng rồi có thể thấy như vậy là Hạnh Oxin bên phía An Biên đã được tung vào sân. Ôi, rất nguy hiểm. Cả Long Cùi và Hạnh Oxin đã vào sân. Và có thể thấy là sau khi vào sân thì Hạnh Oxin đã liên tiếp tạo ra những tình huống pressing đối với thủ môn Thuận Mèo cũng như là Huy Nhỏ. Và suýt chút nữa thì Long Cùi đã tạo ra được một cơ hội thực sự. Hồng Kông chắc trái. Thuận Mèo vẫn cực kỳ chắc chắn trong khung thành của Song Hùng Star Detailing. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, sôi nổi, chỉ thiếu bàn thắng thôi khi mà đã có sự xuất hiện của Long Cùi cũng như là anh Ozil. Epasi khoảng trống không được. Sửa lòng ở cự ly như vừa rồi thì thực sự rất khó có thể đánh bại được Thuận Mèo. Nhưng với tư thế vừa rồi thì Ekwene Passi cũng không thể tung ra một cú duỗi mù được. Khi mà thường Robinho cũng đã có một tình huống đứng phòng ngự tốt. Xuân Du! Rất may là Ekwene Passi với cái sải chân rất dài của mình đã ngăn cản được cú dứt điểm của Xuân Du. Trước đó là một cú về gầm rất điều nghệ của Hưng Nghệ. Khoảng trống dứt điểm! Bóng bật đúng người của Long Cùi. Vẫn là Long Cùi, rất khỏe Long Cùi. Dứt điểm và vớt vô lề của Hạnh Ozil. Một lần nữa Thuận Mèo lại tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong khung thành của Song Hùng Star Detailing. Hưng Nghệ vừa rồi lại phải phạm lỗi với Lâm Hải Sơn. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Ekwene Epasi đã theo Sơn Nhóc như hình với bóng. Ta cùng xem lại pha ra chân này của anh Ozil. Sinh ra để ghi bàn, anh là mẫu cầu thủ chuyên kiến tạo rất nguy hiểm. Và dứt điểm rất hay vừa rồi là của thương Robinho. Thương Robinho đá biên nhưng lúc này anh đã có 3 bàn thắng cho Song Hùng Star Detailing ở giải đấu hôm nay và anh là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong áo của Song Hùng tính cho tới thời điểm hiện tại. Long Cùi rất hay, dứt điểm không vào. Pha nhả bóng cực cay của Long Cùi, không cần quan sát. Người dứt điểm cuối cùng đó là Hưng Nghệ, không thắng được Thuận Mèo. Pha nhả bóng cực cay về tinh tế của Long Cùi. Thuận Mèo đã khép góc quá hay. Phản công dành cho các thủ An Biên. Đây là Hồng Kông. Hồng Kông chuyền bóng sang phía cánh trái dành cho Hưng Nghệ. Khoảng trống không thể dứt điểm. Đây Long Cùi không vào. Vẫn là cao thủ An Biên, Hạnh Ozil treo bóng ra phía cột 2, không qua được đôi tay của Thuận Mèo. Liên tiếp là cơ hội dành cho các cầu thủ An Biên nhưng họ không thể vượt qua được thủ môn quá xuất sắc đến phía cao thủ Song Hùng Star Detailing đó là Thuận Mèo. Quá xứng đáng với chiếc băng đội trưởng ở trên tay. Sự trở lại cực kỳ cần thiết trong một trận cầu quan trọng tới như thế này.
Đây là thương Robinho. Đứng vị trí rất tốt của Hồng Kông. Goal! Không vào! Không trả lời. Câu trả lời của các cầu thủ Song Hùng so Đê Tê Linh. Nhưng lần này thì Văn Tiến đã xuất sắc. Rất nhiều những cơ hội đã được tạo ra ở cầu môn của cả hai đội, nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi cả. Người dứt điểm cuối cùng vừa rồi là Huy Nhỏ. Đỡ bóng và dứt điểm ngay, nhưng chưa đủ hiểm hóc để có thể đánh bại được Văn Tiến. Sân 7 là một những bộ môn có cường độ thi đấu rất cao. Và qua người rất hay của Hưng Nghệ, vẫn là Hưng Nghệ. Căng ngang, hơi sâu một chút so với đà băng vào của Hồng Kông. Ham bóng thôi. Một pha ham bóng của Hồng Kông. Nhưng cũng có thể thấy là khả năng chọn vị trí của Thuận Mèo là rất hay. Lâm Mai Sơn không vào. Quá đáng tiếc. Bóng không tới được vị trí được của Sang Béo. Sang Béo mà tiếp cận được bóng trong tình huống vừa rồi thì thực sự là khung thành của An Biên sẽ ở trong tình trạng báo động. Và qua người cực hay của Lâm Hải Sơn, anh vượt qua được Hưng Nghệ cũng như là Ozil. Đương nhiên là khi các cầu thủ An Biên pressing mạnh mẽ và liên tiếp như này thì cũng sẽ gây ra những sự lúng túng cho các thủ Song Hùng. Rất nguy hiểm. Nhưng nếu như các cầu thủ Song Hùng Store Detailing thoát được pressing thì họ cũng sẽ có được những cơ hội về phía khung thành của An Biên. Vừa rồi là một tình huống nửa sút nửa chuyền của cầu thủ bên phía Song Hùng Store Detailing. Hưng Nghệ dứt điểm ngay. Như vậy tỷ số đã được mở cho các cầu thủ An Biên. Bước ngoặt của trận đấu đã được diễn ra. Có lẽ bóng đã đập chân của Xuân Du. Và đà phạt trực tiếp cực kỳ khó chịu của Hưng Nghệ. Nút thắt đã được mở ra cho trận đấu này. Cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi. Công bằng mà nói thì trong hiệp 2 thì An Biên đã chơi tốt hơn so với các cầu thủ Song Hùng Store Detailing. Để cũng xem lại pha bóng này. Như vậy là bóng đã bật chân. Để cùng xem lại. Bóng đã bật chân của Lê Minh Hòa. Trung vệ Minh Hòa đã lên tham gia tấn công. Một cái chạm khẽ thôi đã giúp cho anh có bàn thắng. Sự thay đổi người quá chất lượng đến từ huấn luyện viên Phú Ngựa. Và chuyền bóng sai. Tình huống đá một chạm không chính xác của Hồng Kông. Nhưng không sao cả. Chiến thắng chung cuộc 1-0 đã thuộc về cao thủ An Biên với bàn thắng duy nhất được tính cho Hưng Nghệ ở phút thứ 63. Một tình huống đá phạt trực tiếp. Một trận đấu hay của cả hai đội. Xứng đáng là một trận cầu đỉnh của vòng thi đấu thứ 5 này. Và với chiến thắng 1-0 thì An Biên đã chính thức vươn lên đầu bảng của SPLS5 sau khi vòng thi đấu thứ 5 này kết thúc. Và không cần quan tâm tới bất kỳ kết quả của trận đấu nào ở những loạt thi đấu tiếp theo cả, với 13 điểm có được. Một chiến thắng cực kỳ quan trọng, tính chất bản lề của An Biên hướng tới chức vô địch tại SPLS5 năm nay. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc buổi tường thuật lượt trận đầu tiên của vòng thi đấu thứ 5 SPLS5 giữa Song Hùng Store Detailing và An Biên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.